Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Lốc Bóng Đá Nơi cập nhật những thông tin nhanh nhất, mới nhất và thú vị nhất của bóng đá Việt Nam Đến với người hâm mộ nước nhà Thưa quý vị và các bạn Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay nổi bật là một số sự kiện Đã đến lúc chúng ta cần phải giải cứu hậu vệ đoàn văn hậu Giải tỏa cơn khát kéo dài Cầu Phượng sẽ sớm tìm lại được bản năng săn bàn của chính mình. Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào ở vòng loại World Cup 2022 khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo bị treo giò tới 4 trận? Vâng, và sau đây mời quý vị và các bạn đón xem những nội dung chi tiết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cầu thủ xuất ngoại mà không được thi đấu thì nên về V-League vẫn tốt hơn. Ông huấn luyện viên Trung Hê Sung nói với báo chí trong một cuộc trò chuyện với giới truyền thông ngày hôm nay, ông huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Hè Sung, đã nói chuyện về các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại với quan điểm: không được thi đấu thì về đá về league sẽ tốt hơn. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc khuyên rằng: "Theo tôi, cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu hay không thì không quan trọng bằng chuyện phải chọn được câu lạc bộ phù hợp. Vì cầu thủ đi nước ngoài mà không được thi đấu" thì nên về V-League đá vẫn còn tốt hơn. Với tôi, cầu thủ phải được ra sân thi đấu. Nếu chơi bóng ở nước ngoài mà dự bị thì về đội tuyển sẽ mất phong độ. Thế nên cầu thủ Việt Nam cần chọn một câu lạc bộ phù hợp chứ không phải nhất thiết được đá cho các đội bóng có tên tuổi. Ông Trung Hê Sung chốt vấn đề cầu thủ Việt Nam xuất ngoại rằng nếu các cầu thủ sang nước ngoài chỉ dự bị thì điều đó là không nên. Ở một quan điểm giống như nhà cầm quân người Hàn Quốc, Bầu Hiển từng nói với báo chí rằng nếu đi mà thường xuyên ngồi dự bị thì chơi ở V-League vẫn tốt hơn. Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua rộn ràng chuyện xuất ngoại nhưng bây giờ chỉ còn mỗi đoàn văn hậu đang thi đấu ở Hà Lan. Những công phượng Xuân Trường đã trở lại Việt Nam thi đấu rồi. Một thực tế đáng buồn rằng Văn Hậu đang có số phút thi đấu chính thức cho câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan là chỉ vỏn vẹn có 4 phút đồng hồ, còn suốt thời gian qua chỉ được thi đấu ở đội dự bị. Đáng nói, 4 phút ra sân của Hậu chỉ rơi vào phút 89. Thời điểm trận đấu xem như là đã được định đoạt. Còn Herovin muốn tận dụng hiệu ứng U22 Việt Nam vô địch CG30 để Văn Hậu vào sân nhằm tạo thêm sức hút. Xung quanh câu chuyện về hậu vệ đoàn Văn Hậu luôn mang đến những ý kiến khác nhau. Một quan điểm chung thường được nhắc đến đó là vấn đề tài chính của Herovin đang gặp rất khó khăn dường như mọi thứ đang đi theo hướng thương mại nhiều hơn là chuyện đoàn văn hậu được chơi bóng theo đúng năng lực. Quỹ thời gian của đoàn văn hậu ở Herevin cũng không còn nhiều. Phải chăng đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về tương lai của đoàn văn hậu vì cứ mài đũng quần ở ghế dự bị thì thật sự là đáng báo động. Vâng, quả thật như những gì mà huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới chia sẻ thì ông huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khẳng định câu lạc bộ Hà Nội luôn tạo điều kiện cho Văn Hậu quay trở về Việt Nam nếu cầu thủ này chia tay Herravin trong tương lai. Sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan đang là chủ đề được quan tâm khi tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa thể có trận ra mắt đội 1 của Herravin tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nửa năm đã qua ở Hà Lan, Văn Hậu mới có 4 phút ra sân tại cúp quốc gia, chưa có dấu hiệu nào cho thấy hậu vệ này sẽ được trọng dụng ở giai đoạn cuối mùa giải. Chia sẻ với báo giới chiều ngày 12 tháng 2, Ông huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, thầy Văn Hậu ở câu lạc bộ Hà Nội cho rằng, chúng ta không nên nôn nóng, kỳ vọng Văn Hậu sang đó được thi đấu ngay. Đó là hai môi trường mà Hậu cần thời gian hòa nhập. Điểm yếu lớn nhất của Hậu lúc này theo tôi là khả năng giao tiếp. Cầu thủ trên sân không giao tiếp được với người bên cạnh thì không biết khi nào nên chạy về, khi nào nên chạy lên. Đó là rào cản lớn nhất của Hậu lúc này. Trước Văn Hậu, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã thất bại trên hành trình xuất ngoại. Văn Hậu được kỳ vọng nhiều nhưng cũng đang gặp khó khăn tại Hà Lan. Ông Nghiêm khẳng định nếu Văn Hậu không ở lại Hà Lan mà quay về, câu lạc bộ Hà Nội chắc chắn luôn tạo điều kiện cho Hậu trở lại. Trước đó đội bóng thủ đô từng gặp khó khăn ở cuối mùa trước khi tìm người thay Văn Hậu. Ông Nghiêm đã thử nghiệm nhiều phương án, lần lượt dùng Nguyễn Văn Dũng, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân để lấp vào chỗ của Văn Hậu. Tuy nhiên, chưa ai thực sự khiến ông hài lòng. Đội bóng Thủ đô đã tập luyện trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho V-League 2020. Họ có thêm 3 cầu thủ trẻ là Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và Lê Xuân Tú và một ngoại binh nữa là Rimario Gondo. Mục tiêu của câu lạc bộ Hà Nội mùa này là bảo vệ thành công trước vô địch V-League và vào chung kết Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thứ hai mà Lốc bóng đá muốn gửi tới cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay đó là việc giải tỏa cơn khát kéo dài, cầu phượng sẽ sớm tìm lại được bản năng săn bàn của mình. Gần một năm tịt ngòi ở trời châu Âu, Công phượng đã có bàn thắng đầu tiên sau khi trở về nước đầu quân cho đường kỳ má quân V-League câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh tại đấu trường AFC Cup 2020. Vâng, và điều đó sẽ giúp cho tiền đạo mang áo số 10 của đội tuyển Việt Nam giải tỏa được tâm lý và mang đến niềm tin cho anh trong việc tìm kiếm lại phong độ và cảm giác bóng. Như chúng ta đã biết, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức trở về Việt Nam để đầu quân cho Thành phố Hồ Chí Minh để khép lại chuỗi ngày thất bại trong màu áo của Sin Chudenser Bỉ. Việc về nước thi đấu của anh được người hâm mộ bóng đá nước nhà vô cùng ủng hộ bởi tiền đạo gốc đô lương đang dần đánh mất đi bản năng cần thiết của một cầu thủ trên hàng công khi liên tục phải mài đúng quần trên băng ghế dự bị của các câu lạc bộ nước ngoài mà anh từng có cơ hội được thi đấu. Việc Công Phượng sa sút phong độ khi khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian qua, phần nào khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng, còn chính bản thân anh cũng không hề cảm thấy vui vẻ tí nào. Bởi lẽ anh là một trong những tiền đạo nhận được sự kỳ vọng và tin tưởng rất nhiều nơi người hâm mộ, nhưng những gì mà Công Phượng thể hiện lại chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng ấy. Có thể thấy, những chuyến xuất ngoại của Công Phượng qua các đội bóng ở châu Á, châu Âu dù không được thực sự thành công nhưng trên khía cạnh nào đó, nó cũng giúp anh trưởng thành hơn, cứng cáp hơn và tự lập hơn. Thế nhưng với một tiền đạo thì từng đó là chưa đủ. Anh cần được thi đấu nhiều hơn để trau dồi thêm khả năng dứt điểm, chạy chỗ cũng như giữ được phong độ và cảm giác bóng. Bởi vậy khi Công Phượng trở về nước và thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh FC với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn nửa năm, nhiều người có niềm tin rằng Phượng sẽ mau chóng tìm lại được chính mình. Tuy rằng còn hơi sớm Nhưng thật sự cũng đã phần nào đó chứng minh được điều ấy Tiền đạo gốc đô lương thích nghi rất nhanh với môi trường Và các giao án mà ban huấn luyện đội bóng mang tên bác đưa ra Chính sự nỗ lực trong tập luyện đã giúp anh được điền tên vào đội hình ra sân chính thức tại AFC Cup 2020 gặp câu lạc bộ Gian Công United. Dù không được thi đấu ở vị trí sở trường là hô công và phải đá trong vai trò tiền vệ cánh, nhưng Công Phượng vẫn cho thấy khả năng dê dắt và tranh chấp khá tốt. Bên cạnh đó di chuyển không bóng chính là điểm mạnh được anh phát huy một cách tối đa ở trận đấu ngày hôm đó. Lối chơi thông minh, di chuyển không bóng và tận dụng được khoảng trống tốt đã giúp anh có được bàn thắng cho mình sau hơn một năm không biết ghi bàn ở mọi giải đấu tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2019. Cái cách mà cầu thủ gốc đô lương ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Giang Gông cho thấy khả năng di chuyển không bóng chọn điểm rơi và dứt điểm phản xạ cũng cho thấy cảm giác săn bàn đang trở lại với tiền đạo này. Dù rằng bàn thắng mà anh ghi được tại AFC Cup không thể giúp đội nhà có được chiến thắng, nhưng phần nào đó cũng đã giúp Công Phượng lấy lại được niềm tin và khát khao chơi bóng sau những ngày tháng tăm tối nhất trong sự nghiệp của anh. Hy vọng rằng với việc được thi đấu thường xuyên sẽ làm cho tiền đạo này nhanh chóng lấy lại được phong độ và cảm giác bóng như những gì mà anh đã thể hiện trong màu áo các cấp độ trẻ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, bản tin cuối cùng mà lốc bóng đá muốn gửi tới cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, đó là việc đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ở vòng loại World Cup khi mà thầy huấn luyện viên Park Hang Seo phải bị treo giò 4 trận liền. Thầy Park chỉ bị treo giò ở 4 trận đấu giao hữu, nhưng điều đó cũng có thể kéo theo ảnh hưởng cho đội tuyển Việt Nam đặc biệt là trong trường hợp vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội mạnh nhất. Thứ nhất là cách tính án phạt cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, thực tế đưa ra nội dung án phạt là rất khó hiểu dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, nhiều người đã nhầm lẫn rằng AFC sẽ phạt thầy Park tổng cộng 4 trận, trong đó bao gồm cả trận chung kết SEA Games giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia trận đấu mà thầy Park bị thẻ đỏ, chuất quyền chỉ đạo. Đồng nghĩa theo kiểu cách hiểu này, nhà cầm quân Hàn Quốc chỉ bị treo giò thêm 3 trận đấu nữa. Tuy nhiên thực tế, trận chung kết SEA Games đề cập kể trên không bao gồm trong án phạt 4 trận đấu này. Thầy Park vẫn không thể tham gia chỉ đạo đội tuyển Việt Nam ở 4 trận giao hữu tới. Xin nhấn mạnh là 4 trận giao hữu và không quy định cụ thể là dành cho cấp độ U23 hay đội tuyển quốc gia đồng nghĩa nếu U23 Việt Nam có thể tranh thủ sắp xếp các trận đấu giao hữu quốc tế, số lượng trận giao hữu mà thầy Park không được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sẽ được giảm đi rất nhiều. Thứ hai, ảnh hưởng thế nào đến vòng loại World Cup? Phải phân tích cụ thể án phạt mà AFC dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo để thấy rằng nếu các trận giao hữu được diễn ra ở cấp độ U23 thì ảnh hưởng bất lợi dành cho đội tuyển quốc gia sẽ giảm đi đáng kể, dù chỉ là những trận mang tính giao hữu. Nhưng nếu diễn ra trong lịch FIFA đây, lịch mà các đội tuyển giao hữu quốc tế, điển hình như trận đấu giữa Việt Nam và Iraq vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Kết quả thắng thua của Việt Nam sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA. Cần nhấn mạnh, thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cũng là một yếu tố có tác động đến Việt Nam nếu chúng ta giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup dành cho 12 đội châu Á mạnh nhất. Ở thời điểm hiện tại, sau 5 trên 8 lượt trận thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Cơ hội để tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng của châu lục là không hề nhỏ. Với vòng loại cuối cùng này, dựa trên bảng xếp hạng FIFA, 12 đội châu Á sẽ được chia làm 6 nhóm để bốc thăm chia làm 2 bảng. Nhìn từ vòng loại năm 2018, Thái Lan dù dẫn đầu bảng ở vòng loại thứ hai nhưng đã bị xếp ở nhóm cuối cùng ở vòng loại thứ ba do thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Thái Lan khi đó là thấp nhất. Hệ quả, Thái Lan rơi vào bảng đấu với một loạt ngáo ộp và bị loại ở vị trí bét bảng. Ở một tầm nhìn xa, Việt Nam không chỉ phải nỗ lực ở vòng loại thứ hai World Cup để đảm bảo nắm trong tay tấm vé đi tiếp mà bản thân Ngọc Hải cùng với các đồng đội cũng cần tranh thủ tích lũy điểm số đáng kể ở các trận giao hữu quốc tế nhằm đảm bảo việc có được một thứ hạng tốt. Qua đó có thể nằm trong top 4 hoặc 5 thường dành cho các đội hạng 80 đến 100 thế giới. Lúc này Việt Nam đang đứng thứ hạng 94 thế giới trong phân nhóm hạt giống để chia bảng ở vòng loại cuối cùng World Cup. Và nếu như muốn có kết quả tốt ở các trận giao hữu như vậy, sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo đóng một vai trò vô trục vô cùng quan trọng. Và thứ ba, nó có thể ảnh hưởng cả đến AFF Cup. Thực tế quy định 4 trận giao hữu mà AFC đưa ra có thể áp dụng cả với AF Cup 2020. Vì thế nếu như không xếp đủ 4 trận giao hữu để huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt, nguy cơ mất thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam ở một vài trận AF Cup 2020 hoàn toàn có thể xảy ra. Dựa trên những phân tích dài hạn kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo cần vắng mặt ở những trận giao hữu càng ít ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam càng tốt. Những trận giao hữu ở cấp độ U23 hoàn toàn là một lựa chọn phù hợp. Một mặt Ông Park có thể giao quyền cho trợ lý ngồi trên khán đài để quan sát toàn cảnh, kiểm tra lực lượng các cầu thủ trẻ ở cấp độ U23 Việt Nam. Mặt khác, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng tránh đi những bất lợi không cần thiết. Vâng, thì đó là những gì mà bản tin của Lốc bóng đá muốn gửi tới cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi, thường xuyên ủng hộ Lốc bóng đá trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh. Đồng thời tích vào quả chuông ngay bên cạnh để thường xuyên nhận được những bản tin mới nhất từ lớp bóng đá. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin bóng đá tiếp theo.